đoàn văn hậu chia sẻ công phượng xả vai sau đám cưới lấy được vợ nên đi đâu cũng cười toe toét rồi có ai thấy công phượng khăng khắc sau hình ảnh chững chạc trưởng thành trong đám cưới vừa qua không cả một đám bạn mà ngồi buôn dưa lê thì cứ ai cưới đầu là đầu câu chuyện lúc đó trên trời dưới biển nào là chuyện gia đình chuyện vợ chồng con cái cứ thế mà tám mà buồn nói có khi không hết nam xem người ngượm sau khi cưới của bạn nó ra sao cũng vui phết ấy chứ đùa đó là lý do story mới đây của đoàn văn hậu về người anh công phượng lại được dân tình đặc biệt để mắt. Kết thúc ba thiệt cười xin rộn ràng, công phượng viên minh chính thức về chung một nhà với sự chúc phúc của mọi người. Đương nhiên hậu đám cưới, dân tình ai cũng muốn biết về cuộc sống bên ngoài của cặp đôi. Trên story Instagram, đoàn văn hậu có chia sẻ về một buổi gặp mặt với bạn bè. Đáng nói, chàng cầu thủ chỉ yêu ái quay riêng mình công phượng, khi đang nói chuyện và rồi không quên tang tên cầu thủ xứ nghệ. Một số biểu cảm của công phượng trong story được đoàn văn hậu chia sẻ. Chỉ bằng vài giây ngắn ngủi, dân tình nhanh chóng tia được bộ dạng và sắc mặt của công phượng sau đám cưới. Chú rể trẻ dường như đã xả vai, ăn mặc giản dị, ngồi buôn chuyện với anh em bạn bè, đầy vui vẻ và thoải mái. Lấy được vợ rồi có khác. Trong Công Phượng tự tin hẳn, đây là biểu cảm anh em nhìn tôi lấy vợ được rồi của Công Phượng đấy phải không? Trước đó Đoàn Văn Hậu cũng đã xuất hiện trong đêm tiệc cưới của người anh thân thiết Công Phượng tại Phú Quốc. Bộ ba cầu thủ nổi tiếng Văn Hậu, Công Phượng và Quang Hải. Đoàn Văn Hậu vô cùng điển trai và bảnh bao trong tiệc cưới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.